chứ không bảo lạy cha của con, mà lạy cha chúng con. Nợ đồng lần vay trả, trả vay, sống sau xô sống trước. Mình cư xử với bố mẹ mình như vậy thì sau này con cái nó sẽ cư xử mình như vậy đó. Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta, và từ đó lòng thương xót của chúng ta đến với anh em chị em của mình. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bây giờ người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bây giờ Đức Vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: Này những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ khi tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm, ta ngồi tù các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hay ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em nhỏ bé nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tiến ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói các ngươi đã không cho ăn, ta khát các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu vào ngồi tù các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bây giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bây giờ người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn người công chính ra đi để được hưởng sự sống đời đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chính vì tội của chúng ta mà Thiên Chúa đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu vì yêu thương thế gian, vì vâng lời Chúa Cha, và đặc biệt với mỗi người chúng ta, cho nên Ngài đã nhập thể làm người, sẵn sàng chịu chết trên thập giá. Hôm qua chúng ta đã đề cập tới những cái tòa án mà Chúa Giêsu đã đi qua, và qua đó mỗi người chúng ta cũng soi xem những tòa án nào mà tôi đã đi. Tòa án của sự ghen ghét, tòa án của cá nhân chủ nghĩa, tòa án của trò cười trò hề, tòa án của sự vong ân bội nghĩa, và tòa án của sự cô đơn cô độc. Thế nhưng thưa anh chị em, lời Chúa Giêsu trên cây thập giá, lời đầu tiên mà Ngài nói chúng ta đã nghe: Lạy Cha, xin tha cho họ, bởi vì họ không biết việc họ làm. Phải, nhưng người đã tham gia vào cái chết của Chúa là những luật sĩ biệt phái, là Phi-la-tô, là Hê-rô-đê, là dân chúng, là các môn đệ chối thầy bán thầy. Nhưng kính thưa quý cụ công bà anh chị em, hai lời mà khi linh mục truyền phép chúng ta vẫn thường nghe, một chút ở đây sẽ nghe lại: Đây là mình thầy bị nộp vì anh em. Vậy thì Chúa Giêsu bị nộp vì ai? Sâu xa là vì anh em, vì mỗi người chúng ta.
Chúa Giêsu đâu có nói thầy bị nộp là bởi vì Giuđa, thầy bị kết án là bởi vì Phi-la-tô. Không, vì chúng ta. Đây là máu thầy, máu giao ước mới đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội. Chúa đổ máu đào trên thập giá là vì mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Chúa đâu có nói ta đổ máu trên thập giá là vì người lính lấy đi đồng đó và cạnh sườn ta, vì những người lính đánh đập ta. Không, vì anh em. Vâng, sâu xa là vì mỗi người chúng ta, thưa tất cả quý anh chị em. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì để đáp trả lại tình yêu của Chúa? Chúng ta thường thưa với Chúa trên môi miệng rằng lạy Chúa, con yêu mến Chúa lắm. Không phải ai cứ gọi ta lạy Chúa mà được vào nước trời đâu. Nhưng mà ai là người đem ra và thực hành những lời của ta dạy? Và thực hành lời của ta dạy đó là yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Nhưng cấp độ của người Do Thái, yêu thương nhau như chính mình. Vì vậy thưa tất cả các anh chị em, đề tài hôm nay chúng ta sẽ nói lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta, và từ đó lòng thương xót của chúng ta đến với anh em chị em của mình. Một lời kinh rất đơn sơ trong truyền thống Kitô giáo đã nêu bật tinh thần thực thi lòng thương xót, đó là kinh Thương Người có 14 mối. Kinh này có hai phần thưa anh chị em: thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối. Trong tông sắc về năm thánh lòng thương xót, số 15, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến lời kinh này như là một ước mơ cháy bỏng. Vậy chúng ta hãy tái khám phá ra những hoạt động thể lý của lòng thương xót cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đối nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc và chôn xác kẻ chết. Chúng ta đừng quên các hoạt động thiêng liêng của lòng thương xót đấy. Đó là lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dễ tha, nhịn kẻ mất lòng ta, và cầu cho kẻ sống cũng như kẻ chết. Vâng, Thánh Biển Đức còn bổ túc một điều khác trong hiến luật mà Ngài đã viết ra như thế này: không bao giờ nghi ngờ về lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy kính thưa quý ông bà anh chị em, phần đầu của kinh 14 mối là thương xác 7 mối, tương hợp với đoạn kinh thánh về ngày phán xét mà chúng ta vừa nghe, với mối thứ 7 là chôn xác kẻ chết do giáo phủ Lactantius thế kỷ 13 bổ túc. Mối thứ 7 này liên hệ đến hình ảnh của Tobia trong Cựu Ước. Trong sách Tobia chương 1 câu 17 viết: cơm bánh của tôi cho người đói khát, quần áo của tôi cho kẻ trần truồng. Nếu thấy ai trong số đồng bào tôi chết và bị quăng thây ra phía sau tường thành Ninive thì tôi chôn cất kẻ đó. Với thương xác 7 mối này, chúng ta được mời gọi chú ý và cảm thông với những người rơi vào hoàn cảnh bất hạnh. Cũng như khi thực thi tinh thần thương xác 7 mối này, chúng ta bước ra khỏi cái tôi chai cứng và mù tối của mình để hướng đến với những người khổ đau với tất cả thân xác và tinh thần giúp đỡ họ. Tinh thần của thương xác 7 mối cũng tương hợp với tinh thần của Cựu Ước trong ngôn sứ Isaiah chương 58 câu 6 câu 7: cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đạp tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Như thế khi sống tinh thần xót thương và bác ái thì trái tim chai cứng của chúng ta sẽ bỏ chốn an toàn và ích kỷ để lên đường gặp gỡ những người bất hạnh. Khi chúng ta sống tinh thần thương xót và bái thì chúng ta đang nhớ đến lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha trong tông sắc về lòng thương xót số 15: chính Chúa Kitô đang hiện diện trong mỗi con người bé nhỏ này.
Thân xác Ngài trở thành hữu hình trong xác thịt của những người bị tra tấn, những người bị chà đạp, những người bị đánh đòn, những người bị suy dinh dưỡng, những người bị lưu đày. Họ cần gì thưa anh chị em? Cần được vuốt ve chăm sóc bởi chúng ta. Chúng ta đừng quên lời của Thánh Gioan Thánh Giá: khi chúng ta lìa đời, chúng ta sẽ được phán xét trên cơ sở tình yêu đó. Thưa anh chị em, tiêu chuẩn phán xét mà chúng ta vừa nghe đó, chứ không hỏi chúng ta hằng ngày anh chị em đi bao nhiêu lễ, chứ không hỏi anh em chị em lần bao nhiêu hạt, mà chưa hỏi già trẻ lớn bé, người bình dân cũng như người có học, ông già bà trẻ con nít. Chỉ có một điều thôi: vì xưa ta đói các ngươi có cho ăn không, ta khát các ngươi có cho uống không, ta mình trần các ngươi có cho mặc không, đau yếu tủ đầy các ngươi có thăm nom không. Khi hỏi như vậy thì anh chị em tự đánh dấu xem cột có hay không. Cột nào thưa anh chị em? Chúng ta đánh dấu vào cột nào? Nếu bây giờ ra trước tòa phán xét, khi Thiên Chúa đến xét xử thế gian, Ngài tách chiên ra khỏi dê, tôi và anh chị em đứng hàng nào? Đứng bên chiên hay bên dê? Bên dê là vì xưa ta đã có người không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta mình trần các ngươi không cho mặc, đau yếu tủ đầy không thăm nó. Đấy, chứ nô đấy, chứ không đó. Và số phận của họ là sao? Vào lửa hoàng ngục đời đời. Xong thưa anh chị em, tạ ơn Chúa, bởi vì anh chị em còn ngồi đây, chúng ta còn có cơ hội để rút chân từ bên dê sang bên chiên. Hãy làm đi thưa anh chị em. Tôi xin kể cho anh chị em một câu chuyện vui nhưng đầy ý nghĩa. Bây giờ chúng ta nghe người ta nói đến cái chuyện bán bún chửi, bán phở chửi, bán nước chửi. Có một bà bán rau chửi, chắc không phải là chợ Xóm Chiếu đâu. 50 năm bà chuyên nghề buôn rau, nhưng mà tính tình của bà ấy nóng nảy lắm. Già cũng chửi, trẻ cũng chửi, lớn bé không tha ai cả. Thần chết gọi bà ấy. Bây giờ bà ra trước tòa phán xét, chờ đợi để đến phiên của mình. Thiên thần bản mệnh đi đi lại lại, vẻ mặt buồn rầu. Thánh Phêrô hỏi: này con, sao con buồn vậy? Thưa ngài, con làm thiên thần bản mệnh cho bà già này 70 năm, con chẳng thấy bao giờ bà ấy làm một việc bác ái gì cả. Bà ấy đầy rẫy những tội lỗi thiếu sót trong lời ăn tiếng nói không à? Con buồn bởi vì con không chu toàn trách nhiệm. Con chắc là bà ấy xuống ở ngục rồi. Ông có cách nào chỉ cho con với? Đợi đấy. Thánh Phêrô vào nói với Chúa Giêsu đang ngồi tòa phán xét: thưa thầy, có cái trường hợp của cái bà già chửi kia, thì bây giờ thưa thầy, thầy dạy sao? Bây giờ con nói với thiên thần bản mệnh là lục lại sổ đời của bà ấy xem 70 năm cuộc đời bà ấy có làm được điều gì tốt không? Một chút xíu thôi cũng được. Thánh Phêrô ra nói với thiên thần bản mệnh. Ngài lần dở rất kỹ, cuối cùng ngài thấy có một chỗ là có một lần bà ấy cho một người ăn xin một cọng hành. Các anh chị em có biết cọng hành không? Vào bẩm với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bảo: được rồi con, bây giờ con cầm cái đầu hành, bà ấy cầm cái cuống hành, cái gốc hành, con kéo bà ấy lên thiên đàng. Nếu con kéo lên thiên đàng mà cái cọng hành không đứt thì bà ấy vào. Thánh Phêrô cầm ngọn hành, bà ấy hai tay hai chân co lên ôm thật chặt cái gốc hành. Những người xung quanh thấy bà ấy được kéo vào thiên đàng ăn theo, kẻ ôm chân, người ôm eo, bà ấy đạp, bà ấy dẫy, cuối cùng cộng hành làm sao các bà đứt. Giờ cuối cùng chú còn cho một ân huệ, đó là làm việc bác ái nhưng không biết làm. Vâng, thưa tất cả của anh chị em, giờ đây tôi mời anh chị em chỉ suy niệm về mối thứ nhất thôi, cho kẻ đói ăn.
Nhưng hình thức thương và giúp đỡ thể xác người khác thì muôn hình vạn trạng. Song Chúa Giêsu tóm tắt tất cả trong một khuôn vàng thước ngọc, là điều gì các con muốn người khác làm cho mình thì các con hãy làm cho họ. Như vậy, nếu tôi đói và muốn người khác cho tôi ăn thì tôi cũng hãy cho người ta ăn. Chúa hiện thân ở trong chính những người đói khát, thưa anh chị em, và Chúa đang mong chờ những tấm bánh như ly nước được trao ban. Ý thức được điều này mà nhiều người đã hy sinh và dấn thân. Bây giờ chúng ta nghe nói có những nồi cơm từ thiện, có những bữa cơm không đồng, có những bữa cơm 2.000 để giúp cho những người đói ăn. Có nhiều giáo xứ chúng ta đã thấy đang thực hiện. Chúng ta nhớ lại cái bài phúc âm kể cái việc mà phép lạ bánh hóa nhiều đó. Khi Chúa Giêsu giảng dạy cho đám đông, 3 ngày rồi họ không có gì ăn, đói rồi. Các môn đệ nói với Chúa Giêsu: Thầy ơi, xin Thầy giải tán đám đông đi, để cho họ vào làng mạc mà mua thức ăn. Không, anh em hãy cho họ ăn. Chúng ta thấy Chúa Giêsu bảo gì? Các môn đệ thắc mắc: Thầy xem ở đây có bao nhiêu bánh mua cho đủ mà 5.000 người không kể đàn bà trẻ con. Anh em có gì? Ở đây chúng con có 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi. 5 chiếc bánh, 2 con cá, thầy trò chúng ta chỉ mỗi người được 1 miếng chút nữa khi thầy giảng xong thôi. Mang lại đây cho thầy. Và thưa tất cả các anh chị em, họ đã được ăn no nê. Từng miếng bánh được Chúa Giêsu bẻ ra từ trên bàn tay của Chúa trao đến cho từng người môn đệ. Chúa không để 5 chiếc bánh và 2 con cá ba lọ ùm thành một đống to tổ bố để họ đến họ lấy họ ăn, đạp dẫm nhau cũng chết. Nhưng Chúa bẻ ra trao cho từng môn đệ một. Phêrô anh cầm lấy miếng bánh, anh cầm lấy miếng cá. Gioan anh cầm lấy miếng cá, anh cầm lấy miếng bánh. Một Chúa trao cho 12. Rồi mỗi người tông đồ lại bẻ cái miếng bánh miếng cá trên bàn tay của mình trao cho người khác. Miếng bánh miếng cá trên tay của các môn đệ vẫn không vơi, vẫn đầy ắp, bởi vì phép lạ trên bàn tay của các môn đệ. Vì vậy thưa anh chị em, chắc chúng ta thường nghe một cái câu chuyện cũng rất là hay. Một người ăn mày khi nghe tin rằng Đức Vua đang đi về phía con đường của anh ngồi, tiền hô học ổng: Đức Vua đến, Đức Vua đến. Vừa thấy bóng kiệu của Đức Vua, anh la to: Xin Đức Vua thương xót con, xin Đức Vua thương xót con. Và cuối cùng Đức Vua từ trên kiệu bước xuống. Thay vì cho người ăn xin vài thỏi vàng thỏi bạc thì Đức Vua lại xòe tay ra để xin người ăn xin. Anh ta rút trong bị ăn xin ra một hạt thóc bỏ vào tay Đức Vua. Tối về anh đổ bị thóc ra thì giữa muôn vàn viên thóc có một viên ngọc. Anh ta buồn bởi vì nếu tôi biết như vậy tôi sẽ cho Đức Vua hết cả bị thóc này, bây giờ tôi sẽ có bị ngọc. Nếu chúng ta bác ái với những người anh em chúng ta, Thiên Chúa sẽ không quên chúng ta đâu. Cho dù đó là một cọng hành, cho dù đó là một chén nước lã, thưa anh chị em. Và chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của ông Phú Hộ và anh Lazaro, nói cho chúng ta về số phận của đời sau đấy. Ông Phú Hộ hằng ngày yến tiệc linh đình, mặc toàn gấm vóc lụa là thôi. Còn anh Lazaro mình đầy ghẻ chốc, nằm trước cổng của ông Phú Hậu, ước mong để được nước mảnh vụn trên bàn rơi xuống nhưng không ai cho. Ông Phú Hậu này có bóc lột anh Lazaro không? Anh Lazaro có cái gì để mà bóc lột? Ông Phú Hậu này có ghê tởm khi thấy anh ta mình đầy ghẻ chốc đuổi đi khỏi cổng không? Cứ như chúng ta thưa anh chị em, tưởng tượng xem khách khứa ra vào nườm nượp mà một cái thằng ăn xin nó nằm trước cổng mình ghẻ chốc như vậy, chó nó liếm, đuổi quách nó đi chứ gì nữa. Cho nó vài ngàn, cho nó vài
ký gạo để cho nó đi, bởi vì hôi hám quá. Nhưng không, những cái tội của anh Phú Hộ là gì? Đã không biết chia sẻ cho người hành khất Lazaro. Và số phận đời sau là gì thưa anh chị em? Chúng ta biết rồi đó. Lazaro nằm trong lòng Abraham, còn ông Phú Hộ bị chết đem chôn. Đấy, số phận hai cuộc đời, hai con người, đời này và đời sau. Vậy thì chúng ta thấy được cái thái độ vô cảm của ông Phú Hộ làm cho đôi mắt của ông ta mù, để rồi không còn cơ hội nữa. Xin cho tôi trở về để tôi báo cho các em tôi, bởi vì tôi còn 5 đứa nữa, để nó đừng rơi vào cảnh của tôi. Không được. Người sống nói nó không nghe, người chết nói gì nó nghe. Đấy là bài học đắt giá đối với chúng ta. Vậy thưa tất cả các anh chị em, cái lời kinh lạy cha mà Chúa Giêsu dạy chúng ta, xin cho chúng con lương thực hằng ngày. Và điều đặc biệt trong lời cầu nguyện này nằm ở chỗ của lời kinh là số nhiều: lạy cha chúng con. Chứ không bảo lạy cha của con, mà lạy cha chúng con. Cho nên mình lo cho mình có cái ăn cái mặc chưa đủ, mà còn phải lo cho anh em mình nữa. Anh em mình trước hết là những người thân yêu của mình đấy. Rồi xa hơn nữa là những người mà chúng ta gặp gỡ, họ là những người anh em của chúng ta, bởi vì chính Chúa đã dựng nên họ. Biết bao nhiêu người ngày nay rất đang cần cơm bánh của chúng ta, nhưng mà tất cả những gì chúng ta đang có thưa anh chị em, của cái vật chất, có phải là tự sức chúng ta không? Chúa ban cho chúng ta tài năng, Chúa ban cho chúng ta có cơ hội để chúng ta tổ đắc tài sản, mà tài sản đó là của Chúa. Mọi sự là của Chúa. Chúa trao vào bàn tay ta để ta phân phát cho người khác. Nếu ta biết cho đi một hạt thóc thì chúng ta sẽ nhận một hạt ngọc. Còn nếu chúng ta cứ khư khư giữ cái của cho mình, chết về tay ai? Vậy kính thưa quý ông bà anh chị em, đọc lời Chúa hôm nay, ai là người thân cận mà mình cần phải thương xót, mình cần phải cho ăn cho mặc thưa anh chị em? Có phải là những người nằm ở trong các máy ấm, những cụ già neo đơn, những người đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa mà chúng ta đi từ thiện? Rất tốt. Nhưng người cần chúng ta rót cho một ly nước, thay cho một tấm áo, là mẹ mình, bố mình, ông mình, bà mình nằm trên giường bệnh. Mình có quan tâm đến họ không? Mình chỉ đi lo chuyện bao đồng của người khác thôi, đi bác ái cho người khác. Còn người thân ruột thịt của mình ngó ngàng thăm hỏi không thưa anh chị em? Nếu ta không quan tâm đến họ, nhưng việc ta làm bác ái cho người này kia vô ích. Dù có chia cả gia tài, mà nếu không có lòng bác ái, vô ích. Vậy qua lời Chúa hôm nay, một cách áp dụng cụ thể, tôi mời gọi anh chị em, ai là người rất gần gũi mà tôi cần phải chăm sóc? Thay cho mẹ già một tấm áo, một lần thì dễ, một năm dễ không, 5 năm dễ không, 10 năm dễ không? Và chính vì vậy cho nên con gái đã từng đổ phân lên đầu của mẹ mình đấy. Ngày xưa còn bé, mẹ mình đã nuôi mình bao nhiêu, thay cho mình bao nhiêu cái tã, đút cho mình bao nhiêu miếng cơm. Bây giờ mới làm một chút, bắt đầu ca lên ca xuống. Con làm thì phải để tài sản cho con cơ. Bố mẹ để tài sản cho nó thì nó phải chăm sóc bố mẹ. Chuyện đó nghe nực cười. Nợ đồng lần vay trả, trả vay, sống sau xô sống trước. Mình cư xử với bố mẹ mình như vậy thì sau này con cái nó sẽ cư xử mình như vậy thôi. Vậy tóm lại, 3 ngày tĩnh tâm nó sẽ trôi đi thưa anh chị em, nếu anh chị em không có những quyết tâm
để thay đổi đời sống. Vậy thì về đời sống cầu nguyện, anh chị em nghĩ tôi sẽ phải sống đời sống cầu nguyện với Chúa thế nào? Tôi thường đi lễ Chủ nhật trễ thì bây giờ tôi đi sớm đi. Tôi thường bỏ kinh sáng tối thì bây giờ tôi chịu khó đọc kinh sáng tối đi. Thứ hai, đâu là cái tội, đâu là kinh tính xấu mà tôi hay phạm, và cái tội, cái tính xấu đó gây ra cho gia đình tôi bất an, vợ con khổ vì tôi, nóng giận chè chén. Sửa một cái đi, bớt đi. Và ai là người mà tôi phải chăm sóc? Chăm sóc thế nào? Đi đến hành động cụ thể. Đừng để mùa chay qua đi mà chúng ta lại trở về vẫn như cũ, vũ như cánh. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quanh chị em.